sinh sống ở khu vực biên giới của huyện Thanh Chương, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thế Lâm, Lương Thị Thương, Trần Văn Tường và Phan Đình Hoàng cùng bàn bạc, rủ nhau vận chuyển, buôn bán ma túy nhằm kiếm lợi nhuận cao. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, khi bọn chúng đang đưa hàng đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an nắm giữ. Đối tượng Trần Văn Tường và Phan Đình Hoàng, xã Hạ Lâm và Thanh Sơn của huyện Thanh Chương, Nghệ An, là hai trong số năm làng tiếp giáp biên giới với nước người chơi Lào. Do sinh sống sát khu vực biên giới, nên nhiều người dân ở đây kém xuyên vượt biên bất hợp pháp sang Lào để buôn bán gỗ lậu, trong đó có Nguyễn Thế Lâm 1976, Trần Văn Tường 1979 và Phan Đình Hoàng 1962, đều trú tại làng Hạ Lâm, Thanh Chương. Ba đối tượng này quen biết rồi thân nhau sau những lần sang Lào buôn bán gỗ lậu. Năm 2018, nhiều lần sang Lào làm ăn, các đối tượng có nhiều mối quan hệ với người Lào, trong số đó có các đối tượng bán ma túy. Nghĩ công việc buôn bán gỗ làm ăn vất vả, thu nhập không được bao nhiêu, nên Lâm, Tường và Hoàng cùng bàn bạc, tìm kiếm các mối mua bán ma túy từ Lào rồi vận chuyển về nước để bán kiếm lời. Cặp nhân tình Lương Thị Thương và Nguyễn Thế Lâm. Nguyễn Thế Lâm đã có cung phi và ba người con đều sinh sống tại làng Hạ Lâm, huyện Thanh Chương, tuy vậy hắn kém xuyên qua lại cặp bồ với Lương Thị Thương, 1985, trú tại làng Thanh Sơn, huyện Thanh Chương có chồng đã chết, có hai con nhỏ. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, Lâm rủ Thương vận chuyển ma túy từ làng Hạ Lâm xuống thành phố Dùng, huyện Thanh Chương. Để che mắt lực lượng chức năng, cũng như gia đình, Lâm và Thương đi hai xe máy. Trước khi xuất phát, Lâm nói Thương mang ma túy đi sau, còn Lâm xuống thành phố Dùng chờ trước. 3 kg ma túy đá trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Khoảng 17:30 cùng ngày, cả hai đối tượng gặp nhau, rồi lên xe taxi để xuống đường tránh thành phố Vinh thuộc làng Hương Đạo, huyện Hương Nguyên, Nghệ An. Quá trình theo dõi di cô động của hai đối tượng này, công an huyện Thanh Chương đã huy động tối đa lực lượng của đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, hải tế, ma túy, cấu kết với trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an Nghệ An. Tại tuyến đường tránh thành phố Vinh, khi Lâm và Thương đang chờ xe khách để đi vào phía Nam, thì các tổ công tác ngược vào, khống chế nắm quả tang, cả hai đều sững sờ, bàng hoàng bị nắm cùng 3 kg ma túy dạng đá và 4.900 USD mang theo. Cùng thời điểm nắm giữ Lâm và Thương, các tổ công tác còn lại đồng loạt nắm giữ Trần Văn Tường và Phan Đình Hoàng ngay tại nhà ở của hai đối tượng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Chương, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển bất hợp pháp chất ma túy. Theo đó, Tường và Hoàng đã đưa cho Lâm 15.000 USD để mua ma túy từ Lào, rồi lãnh đạo Lâm và Thương vận chuyển ma túy vào phía Nam để tiêu thụ. Một cán bộ trinh sát công an huyện Thanh Chương cho biết, mục đích ban đầu của các đối tượng là sẽ mua ma túy với số lượng lớn hơn, nhưng do hết tiền nên chỉ mua được 3 kg ma túy dạng đá. Hiện tại công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng nêu trên và tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.